Ayo, hello 500 anh em nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đâu đây nhờ? Hôm nay đi hẹn hò. Hôm nay đi hẹn hò hả? Anh em nghe như vậy thì chắc là anh em cũng biết ngày hôm nay bọn tôi sẽ đi đâu rồi đúng không? Đúng như vậy. Ngày hôm nay chính là ngày 14 tháng 2, một cái ngày kỷ niệm rất là đặc biệt. Cho nên là tôi với Sammy đã quyết định là sẽ đi chơi cùng với nhau các bạn ạ. À. Bởi vì ngày hôm nay là một ngày rất là buồn các bạn ơi. Buồn dễ sợ luôn á. Tại vì là Kairon với Simmy thì đi Hàn Quốc, Mr. Dịch với Camui thì về Hà Nội. Bây giờ chỉ còn có mỗi tôi với Sam á là ở nhà thôi, cho nên chán quá, hai đứa đi chơi cho vui nha. Ơ nhưng mà sao từ nãy giờ bà không chịu quay vlog đi, bà cứ quay cái mặt bà hoài vậy Sam? Thôi cũng dễ thương cho nên là chấp nhận được, ok. Như anh em đang thấy ở trên màn hình thì ngày hôm nay á là bọn tôi đi chơi hơi trễ các bạn ạ. Để đến chiều gần 6 giờ tối bọn tôi mới đi chơi lận. Tại vì á là buổi sáng bọn tôi phải quay video để cho mấy bạn xem, còn buổi tối thì bọn tôi mới rảnh mới có thời gian để đi chơi. Đấy. Và chỗ bọn tôi đi ăn sẽ là Gigamon. Chắc là nhiều bạn cũng đã từng tới đây rồi đó. Nay Sam muốn ăn cái gì? Gì cũng được. Gì cũng được hả? Thôi mình ra ngoài đi ăn chè đi. Không. Sao cứ ăn gì cũng được. Ăn bò hả? Rồi ok ăn bò nhá. Sau một hồi vòng vo thì bây giờ bọn tôi quyết định là sẽ cùng nhau đi ăn bò nướng nha anh em. Ăn bò nướng là ngon nhất rồi. Hồi nãy tôi với Sammy tính là ăn buffet, nhưng mà thấy buffet 500 ngàn một vé khá là đắt, cho nên bọn tôi quyết định là gọi món để cho nó đỡ tốn tiền. Nhưng ai về đâu gọi món hết 1.3 triệu. Rẻ dữ chưa? Là rẻ dữ chưa ta? Mà thôi kệ. Có quỷ đen mà bạn, có quỷ đen mà lo gì đúng không? Có quỷ đen hả? Gì? Tôi bảo là tôi có da đen. Quê. Hả? Có biết hôm nay là đi đâu không? Đi hò thì bỏ cái điện thoại xuống. Không la tôi. La đâu? Là đâu, cái này người ta đang muốn tỏ ra ngầu xíu thôi, các bạn hiểu không? Muốn tỏ ra ngầu xíu thôi. Ok, vô cái rồi bây giờ bọn mình bắt đầu ăn nha. Cái món ăn đầu tiên của chúng ta sẽ là món khai vị đậu Hà Lan nha anh em. Ngày xưa xem ở trên phim á, thấy người ta ăn cái đậu này hoài à. Mãi sau này lên Sài Gòn mới có cơ hội ăn. Mà công nhận là ăn cuốn phết. Trời ơi, sao mà ở trong quán này cái gì nó cũng bự hết vậy? Con bạch tuộc bự thật sự các bạn ơi. Cái con bạch tuộc nó còn bự hơn cái đầu của tôi luôn á mấy ni. Trời 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 ơi, anh em nhìn miếng bò ở trên màn hình nó bốc khói nhìn hấp dẫn không anh em. Bảo đảm là ông nào bà nào đang xem video này vào lúc 12 giờ đêm nha, đói bụng chịu không nổi phải chạy xuống dưới bếp để nấu mì gói ăn. Đoạn này thì Sammy đang hướng dẫn cho tôi cách để có thể ăn thịt nướng theo kiểu của người Hàn Quốc. Đó chính là để cái miếng rau ở trước miệng vậy nè anh em. Sau đó mình sẽ gắp miếng bò bỏ vào trong miệng cùng với miếng rau đó, kiểu kiểu như vậy. Thì tôi thấy là cái kiểu ăn này nó cũng thú vị đó, nhưng mà mọi người xung quanh nhìn mình cứ kiểu như là sinh vật lạ anh em. Ừ, ngại muốn chết. Bởi vậy nên là lướt tớp tớp ít thôi Sam ơi. Còn đây, xin giới thiệu với mấy bạn, người con gái nữ công gia chánh. Đó, bà Sam bà đang nướng thịt. Trời trời trời, bà làm cái gì bà quýnh cái cục thịt luôn vậy trời. Bà đập đập đập, trời ơi. Nữ công gia chánh dữ chưa? Thấy đảm đang không? Ờ, đảm đang quá. Đảm đang ghê, đảm đang mà nướng miếng thịt khét ngạt luôn. Còn quay qua cười nữa chứ, kiểu vô tội hay sao, còn bị đặt cười nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với con bạch tuộc. Cái con bạch tuộc này á, tôi cầm lên thì tôi thấy là nó bự bằng cái đầu của tôi với Sam luôn á anh em ạ. Bỏ xuống cái vị nướng nó nóng á, nó bốc khói, trời ơi, khói nghi ngút luôn. Mà phải công nhận là con bạch tuộc này to thiệt, bỏ lên trên cái vỉ nướng là hết chỗ nướng luôn á. Và đây chính là thành quả sau 15 phút nướng con bạch tuộc. Thật ra là bây giờ về coi lại video tôi mới thấy là nó chưa chín anh em ơi. Nhưng mà bọn tôi không biết cho nên bọn tôi lỡ ăn mất tiêu rồi. Mà anh em nhìn bà Sam coi cái cách bà ăn cái tô bạch tuộc kìa. Trời ơi, ăn y hệt như con nít vậy đó. Sau khi ăn xong cái con bạch tuộc thì bây giờ bọn tôi đã no bụng rồi. Đây chính là đống đồ ăn thừa mà bọn tôi mới vừa ăn nè. Còn dư quá trời luôn á anh em. Nhưng mà thôi không sao, tôi sẽ đem về nhà để trong tủ lạnh. Lỡ mà tối có đói bụng thì tôi sẽ đem ra nấu mì gói để ăn. Và không lãng phí đồ ăn. Ăn cũng đã no bụng rồi, cho nên bây giờ tôi với Sammy sẽ cùng nhau đi dạo trong siêu thị và thực hiện với nhau một thử thách. Ok, bởi vì là ngày hôm nay chính là ngày Valentine, cho nên là tôi muốn Sammy với tôi sẽ cùng nhau thực hiện cái thử thách. Được không? Lát vậy. Thử thách đó chính là tôi với Sam sẽ cùng nhau đi mua một cái phần quà. Không cần biết là nó đắt tiền hay không. Chúng ta sẽ mua quà để coi coi người kia chấm được bao nhiêu điểm. Tặng có cho người kia. Có gì nhau không đúng không? Đúng rồi, giờ Phong sẽ mua cái món quà Phong tặng cho Sam, mà Sam chấm được cái món quà được bao nhiêu điểm. Ừ, ok. Rồi, ok nhá. Hiểu. Rồi, đi nha, ok. Đi rồi, let's go. Hôm bữa thì mình có mua tặng cho Sam một đống gấu bông ở nhà rồi. Cho nên bây giờ tôi sẽ vào trong cái tiệm đồ chơi, tôi xem cái món gì lạ lạ hơn không. Tôi nghĩ là Sammy sẽ không thích Lego đâu nhờ. Ở đây có cái đồ chơi nấu ăn nữa, bạn có nên mua về cho Sam để Sam tập nấu ăn không? Chứ bây giờ Sam chỉ trứng còn bị khét.
Đây bạn ơi, mình thấy khu này rất là dễ thương luôn, nên đây là nơi tôi sẽ mua tặng quà trong phòng cần. Ui, mấy con heo này nhìn bự quá, nhưng không mua được đâu. Oh, tôi sẽ đi mua quà nha. Yakiso. Oh, dễ thương quá vậy. Trời đất ơi, to quá vậy. Con này mà để trong nhà ôm là hơi bị sướng nha. Sao ơi? Hả? Ok, chụp em. Rồi. Đây. Trời ơi, ngoài trời chứ linh quá hả? Thank you. Ủa, Phong đâu ra đây vậy? Ủa? Ông đi đâu vậy? Tôi đang đi lừa đồ. Ông người quen. Ông người quen. Tôi chỉ có thể tìm được một bé heo như thế này thôi. Nhưng mà nói chung là bé heo này nhìn cũng rất là dễ thương. Tôi không biết là Sam có thích hay không, nhưng mà tại vì tôi với Sam hay tặng cho nhau quà hình con heo lắm, cho nên là cứ lấy con này nha. Ở nhà giờ nuôi bầy heo luôn. Trong tất cả các bạn gấu bông ở đây, bạn thấy không? Ủa, con này còn ngồi chui mông là dễ thương vậy? Thì có một bạn rất là dễ thương, đó chính là bạn này. Một bạn heo. Mình sẽ mua cái tên này. Ủa, chị Sam ơi. Ủa? Và bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau inbox quà của cả hai để coi bọn mình tặng quà cho nhau như thế nào nha các bạn. Mình sẽ để hai cái cam như thế này nè cho các bạn xem nha. Ok. Rồi. Đây là quà của Phong. Quà nhỏ vậy, quà to lắm luôn á. Đâu, quà Sam đâu? Đây, quà tôi là vừa to đó, nhìn nè. Ui, quà Sam to quá vậy. Thử như cái mặt thôi vậy đó. Gấp đôi tôi luôn các bạn. Rồi. Ok, cháu quà nè. Rồi, giấu nha. À, ai mở trước đây? Sam mở trước nha. Mở trước thì tôi mở nhà rồi, mở chưa? Em mềm mềm nha. Mềm mềm á, gấu bông á còn. Đi đây từ từ. Ai tặng gấu hả? Đúng rồi. Con mèo nè, đây con mèo đúng không? Con mèo à? Mèo nè. Con mèo à? Mèo nè đúng không? Quay nó lại. Con heo hình con mèo, em con heo tay này hả? Còn đây. Con này của em nha. Đây là quà của Sam. Để tôi xem thử nha. Ủa gì vậy? Cái gì chưa? Heo cà rốt. Ông không bao giờ tìm thấy một con heo y chang vậy luôn. Đây là heo cà rốt 102. Ủa gì kỳ ta? Sao tôi tặng con heo, Sam cũng tặng con heo ta? Ê, giống nhau vậy. Ôi, bất ngờ nha. Ôi, chị có cái căng nhầm không? Nó mệt luôn á. Ừ, có gì mệt không? Ừ. Đó. Ủa gì vậy? Ồ, đang hẹn hò ông nội. Đang hẹn hò vậy. 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 Và sau khi đi lựa quà để tặng cho nhau xong thì bây giờ mình với Sam lại cảm thấy đói bụng rồi, cho nên hai đứa mình quyết định là gọi hai cái bánh ra để ăn. Bọn tôi là đơn giản lắm, đi chơi với nhau là chỉ cần ăn thôi là vui rồi đó, cứ thấy cái món gì là lạ là ăn riết hai đứa mập như heo luôn. Nhưng mà bởi vì là tôi đã quá mập rồi cho nên tôi quyết định nhường lại cái bánh của tôi cho Sam. Sam thì Sam khá là thích ăn cái bánh này. Và mỗi lần mà đưa Sam đi siêu thị á, là tôi chắc chắn sẽ mua cái bánh này cho Sam. Mà đặc biệt á, là cái bánh này nếu như muốn ăn ngon á, là phải ăn chung với lại một cái ly cà phê đá xay kem như thế này nè. Đó, quết miếng kem ăn, trời ơi, nó lạnh lạnh, nó ngọt ngọt. Ừ, ăn kiểu này hơi bị cuốn đó các bạn. Có bạn nào thử chưa? Thử đi biết nha. Sau khi ăn xong hai cái bánh thì chắc chắn sẽ rất no bụng. Mà no bụng thì phải đi chơi tiếp để cho nó tiêu đồ ăn. Và lần này thì bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đi chụp ảnh nha mấy bạn. Và chỉ với 100.000 thôi là chúng ta sẽ có những bức ảnh cực kỳ đẹp. Rồi ok, đeo kính vô nè. Rồi làm mấy cái kiểu ngầu ngầu xíu tí nữa chụp hình nè. À, ngầu quá. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Cái bà Sammy thì bà báo cực kỳ luôn á trời. Bà cứ quýnh tôi hoài luôn á. Cái này bà cố tình hay là bà cố ý vậy ta? Quýnh người ta xong đứng nhảy. Rồi ok, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu tạo dáng đi chụp hình nè. Đoạn này thì tôi nghĩ là tôi sẽ tua nhanh đi để cho mấy bạn coi đỡ mất thời gian. Rồi, chụp xong thì sẽ in ảnh ra. Và đây chính là tấm hình kỷ niệm tiếp theo của bọn tôi. Mới đó mà đã 5 năm rồi, nhanh thiệt sự luôn á trời. À mà quên nữa, không phải là chỉ có tấm ảnh này không đâu. Hôm trước là tôi với Sammy còn đi chụp ảnh chung với nhau một bộ ảnh kỷ niệm 5 năm nữa. Và sắp tới bọn tôi sẽ up lên cho mấy bạn để bạn có thể tải về edit TikTok giật nha. Hey, nguyên ngày hôm nay đi chơi vui ơi là vui luôn rồi. Bây giờ thì đi về nhà thôi. Nhưng có một kiếp nạn đã xảy ra, đó chính là tôi quên mất tôi để xe ở chỗ nào rồi anh em ơi. Trời ơi là trời, lạc mất xe rồi. Bọn tôi đi vòng từ nãy giờ 15 phút vẫn chưa tìm được chiếc xe. Rất là may làm sao tự nhiên Sammy lại có thể nhớ được đường. Sau đó Sammy dẫn tôi tới. Trời ơi, xém nữa là bị la. Tưởng bị la chứ ai dè đâu sao không la tôi. Mừng thật sự.
Rồi, ok, bây giờ thì cùng nhau đi về nhà thôi. Và vẫn chưa kết thúc đâu nha anh em. Sau khi về nhà thì tôi với Sammy quyết định là sẽ đặt đồ ăn về, sau đó là ngồi xem phim cùng với nhau. Cái phòng của tôi á, buổi tối á nha, bật đèn lên cái kiểu nhìn nó chill lắm anh em ạ. Đó, anh em nhìn thấy xung quanh không? Sau lưng tôi là cái tivi á, nó chiếu hình cây cỏ đủ kiểu á, thì nhìn nó kiểu thơ mộng nè. Nhìn nó kiểu có mặt trăng cái kiểu nữa đó, giống kiểu như là đang ngồi dưới ánh trăng vậy. Ok, thôi được rồi, còn bây giờ thì bọn tôi xem phim đây và kết thúc vlog tại đây nha. Và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye.